just want somebody to talk to. Someone that's on my mind. Xin chào các bạn. Cut. Xin chào các bạn. Mình là Jean. Mình là Blair. Chúng mình là Evanger. Thì tụi mình là một chương trình mới của Tự Lực Bookstore. Thông qua chương trình này, tụi mình mong muốn sẽ mang đến cho mọi người thật là nhiều thông tin bổ ích, cũng như là những giây phút giải trí. Bên cạnh đó thì bọn mình cũng mong là sẽ được chia sẻ với mọi người những góc nhìn cũng như là những cảm nhận cá nhân về đời sống giới trẻ ở Mỹ. Thật ra thì bản thân của tụi mình cũng không chắc chắn là content trên show này sẽ được định hình như thế nào, nhưng mà tụi mình vẫn mong là mỗi khi có những cái thông tin nào mới, hoặc là có những cái góc nhìn quan điểm nào mới lạ thì có thể chia sẻ với mọi người. Thì mọi người cứ coi như đây là một cái góc nhỏ để cho bọn mình có thể chia sẻ về bất cứ mọi thứ mà bọn mình quan tâm. Mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi nha.